chúng ta cùng tìm hiểu về thuế chỉ giá tăng đối với doanh nghiệp kinh doanh về lúa ngô khoai sắn các mặt hàng về nông lâm thủy hải sản thì ở đây là mặt hàng ví dụ như chúng ta có trường hợp là doanh nghiệp là mua lúa mua khô mua ngô mua khoai mua sắn và các các loại nông sản khác của một công ty sau đó là bán lại cho doanh nghiệp khác thì câu hỏi đặt ra đó là thì cái doanh nghiệp A đó cái lúa ngô khoai sắn này thì nó thuộc đối tượng là có chịu thuế hay không và kê khai như thế nào trên tờ khai thế giới tăng thì chúng ta sẽ cùng phân tích cụ thể cho các cái trường hợp đối với doanh nghiệp là kinh doanh về lỗ ngô khai sản như thế này thì đầu tiên là chúng ta sẽ căn cứ văn bản pháp lý thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở thông tư 219 trong đó quy định các cái điều là tại điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế giá tăng và điều 5 quy định về đối tượng không các cái trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế ở tăng và điều 4 quy định điều khoản 4 điều 10 quy định về các thuế suất đối với mặt hàng là hàng hóa dịch vụ là chịu thuế suất 5% và tại điều 11 thì quy định các cái đối tượng mà hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất là 10% và ở điều 9 thì chúng ta quy định ở các cái đối tượng là với thuế suất là 0% trong các cái trường hợp chúng ta xuất khẩu thì chúng ta sẽ chia làm hai cái trường hợp xảy ra đó là doanh nghiệp A này là sẽ tự trồng ra lúa ngô khoai sắn và sau đó thu hoạch rồi bán và trường hợp thứ hai là doanh nghiệp A này là mua lúa ngô khoai sắn trong trường hợp trên đây ta đang phân tích đó là mua lúa ngô khoai sắn của một công ty khác rồi sau đó là bán lại tức là tiêu thụ tức là chỉ ở cái khâu thương mại không tự trồng ra được mà chúng ta chỉ đi thương mại ở khâu trung gian thương mại là đưa từ sản phẩm từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng thì chúng ta sẽ kê khai thuế như thế nào cho các trường hợp? Thì đầu tiên là doanh nghiệp chúng ta sẽ tìm hiểu trường hợp là doanh nghiệp tự trồng tức là doanh nghiệp sẽ tự trồng ra cây lúa, cây ngô, khoai sắn và các mặt hàng về nông sản khác rồi sau đó là tự thu hoạch đem bán. Thì trường hợp này doanh nghiệp do doanh nghiệp là tự trồng và doanh nghiệp thu hoạch ở khâu dạng sơ chế ban đầu, sơ chế thông thường và ví dụ như cắt, vỏ, tỉa và xay sát hoặc là khác thì chúng ta sẽ là thuộc đối tượng là không chịu thuế giá tăng, cho dù là bán cho người dân hay chúng ta bán cho doanh nghiệp thì cũng đều thuộc đối tượng là không chịu thuế giá tăng đầu ra. Và theo điều 4 thông tư 219 quy định các đối tượng là không chịu thuế giá tăng thì lúc này trên hóa đơn khi chúng ta xuất cho cho dù bán cho người dân bán cho doanh nghiệp hay bán cho bất kỳ đối tượng nào thì chúng ta cũng đều thuộc đối tượng không chịu thuế chúng ta chỉ ghi nhận về doanh thu và VAT thì chúng ta sẽ ghi dấu ích tức là không chịu thuế thì cụ thể là chúng ta ví dụ như doanh nghiệp là khi mà xuất thì ở đây chúng ta sẽ xuất bán cho người dân thì chúng ta đánh dấu ích và bán cho doanh nghiệp khác thì chúng ta cũng đánh dấu ích như bình thường vì nó thuộc đối tượng là không chịu thuế Ví dụ chúng ta là bán khoai và chúng ta là kê khai doanh thu ở chi tiêu 26 trên tờ khai, tức là trên tờ khai VT chúng ta sẽ kê khai đối tượng là ở chi tiêu 26 là hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế trên tờ khai chỉ ở tầng. Và trường hợp thứ hai đó là doanh nghiệp là sau khi cũng trồng lúa ngô khoai sắn tức là tự sản xuất tự trồng rồi sau đó cũng thu hoạch nhưng mà ở đây chúng ta là ngoài việc là chúng ta ở khâu sơ chế thông thường chúng ta bán ra và trường hợp thứ hai này thì doanh nghiệp là tạo ra các sản phẩm ví dụ như chúng ta nấu chín chúng ta tẩm ướp gia vị như như khoai luộc gạo cốm rang hoặc là chúng ta có thể là làm về ngô luộc chúng ta làm ngô luộc hoặc là chúng ta làm rất nhiều ví dụ như là bắp dâm bơ hoặc là ví dụ ngô chúng ta có thể làm rất là nhiều thứ hoặc là bỏng ngô trong mà chúng ta hãy ăn các cái xem khi xem phim các cái dạp xem phim thì ở đây chúng ta sẽ thấy thuộc đối tượng là chịu thuế là 10 phần vì sản phẩm đã qua chế biến thì đối với trường hợp này thì dù chúng ta có bán cho người dân hay bán cho bất kỳ đối tượng nào thì cũng đều là 10 phần vì rõ ràng ở đây là sản phẩm đã qua chế biến nên là chúng ta sẽ đều thuộc thuế suất là 10 phần trăm theo điều 11 thông tư 219 và ở đây thì chúng ta sẽ kê khai doanh thu là chỉ tiêu 32 là chúng ta và VT chỉ tiêu 33 chúng ta sẽ kê được ở đây chỉ tiêu 32 và 33 phải thiết xuất 10 phần tương ứng và trường hợp nếu mà chúng ta xuất khẩu với dự bắp dâm bơ khoai lang lột khoai lang nướng hay kể cả là chúng ta chỉ sơ chế thông thường thì chúng ta xuất khẩu thì cũng đều thuộc cái xuất là 0 phần trăm và đối với trường hợp thiết xuất 0 phần trăm thì chúng ta sẽ doanh nghiệp chúng ta sẽ xảy ra thành hai trường hợp trường hợp là vừa có sản phẩm không chịu thuế mà tức là sản phẩm không chịu thuế này và vừa có sản phẩm là chịu thuế là chúng ta không phần trăm chúng ta xuất khẩu thì đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ được khấu trừ đầu vào tương ứng cho cái phần đối với hoạt động chịu thuế 10 và sau đó chúng ta sẽ có những cái kê khai PT là ở chi tiêu 29 trên cái tờ khai chỉ tăng chúng ta sẽ kê khai chi tiêu này tức là đối với thuế xuất là không phần trăm ví dụ như chúng ta là cũng luộc khoai lang lên thì sau này các cái chi phí ví dụ như chi phí vận chuyển khoai lang luộc này ra từ công ty đến nơi tiêu thụ cho chúng ta ra cảng hoặc là chúng ta sẽ tốn thêm chi phí tờ khai hải quan và tốn thêm tất cả những cái chi phí khác liên quan ví dụ như túi bóng và hoặc là các cái tem nhãn mát khác liên quan đến cái sản phẩm khoai lang luộc khoai lang chín cốm rang hoặc là bao bì thì trường hợp này thì đối với những trường hợp mà đầu vào tương ứng này thì chúng ta sẽ được khấu trừ toàn bộ và còn nếu mà những cái mặt hàng ví dụ như chúng ta là sử dụng các máy móc hay công cụ như cũng nồi niêu hoặc khác mà chúng ta cũng sử dụng là vừa sử dụng cho mặt hàng chịu thuế và mặt hàng không chịu thuế thì chúng ta buộc là phải phân bổ VT đầu vào cho các mặt hàng dùng chung như chi phí vận chuyển hàng đi bán các cái chi phí văn phòng chi phí quản lý và các chi phí khác liên quan đến bộ phận dùng chung thì chúng ta sẽ phải phân bổ theo tỷ lệ doanh thu tương ứng và chúng ta đến trường hợp thứ hai là doanh nghiệp ở khâu thương mại tức là chúng ta sẽ không tự trồng luôn khoai sắn được mà doanh nghiệp chúng ta là đi mua lúa ngô khoai sắn chúng ta mua của hai đối tượng đối tượng thứ nhất là chúng ta mua của người dân và đối tượng thứ hai là chúng ta sẽ mua của doanh nghiệp khác tức là doanh nghiệp khác thu gom sau đó chúng chúng ta đến chúng ta mua lại hoặc là chúng ta sẽ tự trực tiếp xuống người dân chúng ta mua và ở đây thì chúng ta mua của người dân thì chúng ta sẽ căn cứ vào thông tư 78 năm 2014 để chúng ta lập bảng kê 01 thu nhập doanh nghiệp và ngoài ra chúng ta sẽ có cái biên bản giao nhận từng lần hoặc là phiếu giao nhận và chúng ta sẽ kèm chứng từ thanh toán thì ở đây là lập bảng kê 01 thu nhập doanh nghiệp nên chúng ta thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản thì đều hợp lệ như nhau và quan trọng nhất là chúng ta có xác nhận của địa phương rằng cái người này cá nhân này là tự trồng ra mà bán chứ không phải là thương nhân hoặc là thương lái thương lái là cái người không tự trồng được mà chỉ đi thu gom trực tiếp với người dân gom lại một chó rồi sao nó bán để kiếm lời trên kinh lịch mà thôi thì nó thuộc là đối tượng kinh doanh. Thì nếu mà kinh doanh có doanh thu từ trăm triệu đó lên thì lại thuộc đối tượng là phải làm hộ kinh doanh và được phép xuất hóa đơn. Còn nếu dưới trăm triệu thì thuộc là đối tượng như bình thường thì được miễn thuế nên là sẽ không cần phải xuất hóa đơn. Thì đó là đặc điểm của đối tượng thương lái. Và nếu lô ngô sắn này mà chúng ta bán ở khâu thương mại, tức là chỉ qua sơ chế thông thường ví dụ như khoai thì chúng ta rửa sạch hoặc chúng ta phơi khô hoặc là ngô chúng ta phơi khô lúa chúng ta phơi khô chúng ta đóng bao sau đó chúng ta là bán lại cho các đối tượng hoặc là chặt tỉa cành lá khác thì khi mà chúng ta bán cho doanh nghiệp hoặc là bán cho hợp tác xã hoặc là bán cho các cái đối tượng là doanh nghiệp khác thì nó sẽ thuộc đối tượng là không phải kê khai tính thuế thì ở đây là chúng ta sẽ giống như cái trường hợp mà chúng ta là bán ví dụ như chúng ta là bán cho doanh nghiệp khác thì người ta mua khoai lang này về không phân biệt là người ta mua để ăn hay là người ta mua dùng là bếp ăn công nghiệp hay là ta mua làm cái gì chúng ta không quan tâm chúng ta chỉ quan tâm là họ mua về và họ dùng thì ở đây thì chịu với thế là đối tượng là không phải kê khai tính thuế thì chúng ta sẽ kê khai ở chỉ tiêu là 32A và toàn bộ chi phí thế chỉ tăng đầu vào tương ứng của cái mục là đối với doanh thu chỉ tiêu 32A này thì chúng ta sẽ được khấu trừ toàn bộ và chúng ta không cần phân bổ hàng dùng chung, chung và doanh thu chúng ta kê chỉ tiêu một a và phần tiền thuế chúng ta sẽ gạch bỏ gạch chéo ở đây các bạn sẽ thấy là gạch bỏ gạch chéo như thế này và trường hợp ngoài chúng ta bán doanh nghiệp ra thì chúng ta còn bán cho người dân bán cho hộ cá nhân kinh doanh và tức là bán cho các cái cửa hàng cửa hiệu và bán cho cá nhân tổ chức khác cá nhân tổ chức khác ở đây thì có nhiều bạn thì nghĩ là tổ chức khác và cá nhân khác thì tổ chức khác này các bạn sẽ nghĩ rằng nó là doanh nghiệp ví dụ như ngân hàng hoặc là như các cái đơn vị khác hợp tác xã thì không phải tổ chức khác ở đây là một cái tổ chức ví dụ như hội cựu chiến binh cũng là một cái tổ chức hội liên hiệp phụ nữ cũng là một cái tổ chức và các cái hội nó thì nó chỉ là một cái hội bình thường để nó làm một cái chức năng nào đó trong xã hội mà thôi nhưng mà nó không có phải là doanh nghiệp không phải là đơn vị kinh doanh nên là ở đây thì chúng ta là bán cho đơn vị tổ chức đó thì chúng ta cũng thuộc đối tượng là phải tiêu dùng thì nó sẽ thuộc đối tượng là năm có nhiều bạn thì hiểu nhầm rằng là chúng ta bán khoai này thì chúng ta bán doanh nghiệp trên đây thì chúng ta bán cho ngân doanh nghiệp khác thì cũng thuộc là năm phần trăm hoặc là bán cho tổ chức khác hoặc là ngân hàng hoặc là bán cho các cái đối tượng liên quan khác thì cũng đều là năm phần trăm hết nhưng mà không ở đây là chúng ta phải nhớ là các đối tượng này nó đều không có mã số thuế chỉ có một cái đặc điểm chúng ta nhận ra là đối tượng này nó không có mã số thuế hoặc là có mã số thuế nhưng mà hộ kinh doanh mà thôi thì nó rõ ràng và các đối tượng này thì chúng ta sẽ kê khai doanh thu chi tiêu 30 và VAT chi tiêu 31 chúng ta thấy đây là doanh thu chi tiêu 30 và vt chi tiêu 31 thuế xuất là 5 phần trăm và trường hợp lúa ngô khoai sắn này mà chúng ta chế biến ra các sản phẩm khác ví dụ như ngoài chúng ta việc là bán cho người dân bán cho doanh nghiệp chúng ta còn ví dụ như bán cho doanh nghiệp thì chúng ta có thể bán ví dụ như, như cốc mắc này chúng ta sẽ bán cho cốc mắc hoặc là bán cho Vinmart hoặc là bán cho các cái đơn vị khác hoặc là bán cho bixi hoặc là bán cho rất là nhiều đối tượng thì chúng ta cũng thuộc đối tượng là không có kê khai tính thuế trên này rồi và bán cho người dân đến mua thì sẽ là ba thế suất là năm phần trăm ba mươi ba chúng ta kê khai tính thu ở pt và ngoài ra chúng ta cũng luộc chín lên để chúng ta bán ví dụ như lúa của khai sẵn dược chúng ta là như luộc như là lúa chúng ta xoay ra thành bột chúng ta làm bánh ngô chúng ta cũng làm là là bỗng ngô hoặc là chúng ta cũng có thể là luộc lên chúng ta bán hoặc là ngô này thì chúng ta sẽ rang lên thì chúng ta sẽ tẩm ướp đường gia vị khác hoặc là khoai chúng ta cũng luộc để chúng ta bán thì nó đắt hơn và ngoài ra thì chúng ta chế biến các sản phẩm khác nữa thì những cái sản phẩm này thì nó đều thuộc cái suất là 10 phần trăm về sản phẩm đã qua chế biến và lúc này chúng ta sẽ kê khai doanh thu chỉ tiêu 32 và VT chỉ tiêu 33 và đối với trường hợp này tất cả VT đầu vào chúng ta sẽ đều được khấu trừ hết toàn bộ và xuất khẩu thì chúng ta cũng sẽ căn cứ điều 9 thông tư 219 thì chúng ta xuất khẩu ra nước ngoài thì chúng ta cũng thuộc đối tượng là thế suất là 0% các sản phẩm đã chế biến trong nước và đối với hàng hóa dịch vụ mà chúng ta chế biến và sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài hoặc là bán trong nước thì do các sản phẩm chế biến này thì tất cả đầu vào tương ứng chúng ta cũng sẽ đều được khấu trừ thì tất cả ở trên đều là những doanh nghiệp mà thuộc đối tượng là kê khai theo phương pháp là khấu trừ còn đối với doanh nghiệp là áp dụng theo phương pháp trực tiếp doanh thu tức là áp dụng hóa đơn thông thường không có vat thì nó giống như hóa hóa đơn vat mà các bạn đi mua của hộ kinh doanh các cửa hàng cửa hiệu hoặc là chúng ta sẽ mua các đơn vị khác thì những hóa đơn này thì cũng đều là đơn vị áp dụng theo trực tiếp trên doanh thu về hóa đơn bán hàng thì các bạn phải nhớ là có nhiều bạn thì cứ nghĩ rằng hóa đơn mất lĩa này thì nó có hợp lệ hay không ví dụ như hóa đơn mất lĩa này thì xin thưa là hóa đơn bất lĩa này cũng đều là hóa đơn không hợp lệ vì chúng ta tự tạo ra chúng ta tự làm những cái này thì đều là chúng ta tự tạo tự làm hết cả luôn nên nó sẽ không có hợp lệ và chỉ những cái hóa đơn mà chúng ta được chấp nhận hợp lệ đó là những hóa đơn như thế này tức là hóa đơn có thông báo phát hành hóa đơn có kiểm soát của nhà nước tức là hóa đơn bán hàng thông thường nó chỉ không có phần VAT mà thôi những hóa đơn này chúng ta có thông báo phát hành hóa đơn đầy đủ và có báo các sử hóa đơn hàng tháng đầy đủ hàng quý đầy đủ giống như các doanh nghiệp như bình thường nó chỉ là áp dụng theo bằng pháp trực tiếp doanh thu nó không có dành cho cái trường hợp là khấu trừ mà thôi nên nó không có VAT thì những hóa đơn này mới được chấp nhận là hóa đơn hợp lệ còn những cái hóa đơn như hóa đơn bán lẻ như thế này thì chúng ta phải hiểu rằng là những hóa đơn này không phải là hóa đơn hợp lệ mà hóa đơn này là chúng ta chỉ dùng cho các cái cửa hàng cửa hiệu mà người ta cũng chưa lên doanh nghiệp hoặc là chưa lên cái đơn vị là hộ cá nhân kinh doanh tức là hộ cá nhân kinh doanh này thì chưa có mặt số thuế chưa cung cấp tức là chúng ta chưa chịu thuế khoán thì những doanh nghiệp nào những cái đơn vị hộ kinh doanh nào mà chịu thuế khoán rồi thì cứ doanh thu từ trăm triệu lên thì cũng thuộc đối tượng là được cấp hóa đơn và chúng ta cũng sẽ được cấp các cái hóa đơn bán hàng hóa đơn giống như thế này như bình thường của một cơ quan thuế cấp còn đối với những hóa đơn như thế này thì chúng ta phải hiểu rằng là những hóa đơn này thì ai tạo cũng được chúng ta in bao nhiêu cũng được không ai cấm và hóa đơn này là không hợp lệ chỉ có những hóa đơn mà chúng ta là có thông báo phát hành hóa đơn đầy đủ với cơ quan thuế thì chúng ta mới được chấp nhận là hợp lệ như bình thường và đối với trường hợp là áp dụng trực tiếp doanh thu thì chúng ta chỉ chịu là một phần trăm thôi và cho dù là các bạn phải hiểu rằng một phần trăm ở đây là chúng ta doanh thu bao nhiêu chúng ta nhân một phần trăm lên với là ra tiền thuế phải đóng mà thôi nhưng mà chúng ta phải hiểu trực tiếp doanh thu là cái tiền một phần trăm này là doanh nghiệp trực tiếp bỏ tiền túi ra để đóng. Còn đối với các trường hợp mà chịu thuế như 5% hay là 10%, thì là khách hàng đóng rồi chúng ta chỉ đóng hộ mà thôi. Chúng ta thu doanh nghiệp thu hộ và đóng lại cho nhà nước mà thôi. Và chúng ta sẽ lần lượt các ví dụ như sau. Ví dụ như doanh nghiệp là tự trồng và sau đó là thu hoạch bán, tự trồng thu hoạch để bán. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta tự trồng nên là chúng ta bán cho người dân, chúng ta bán cho cửa hàng, cửa hiệu và chúng ta bán cho đơn vị tổ chức khác như hội cựu chiến binh, hội liên hiệp phụ nữ hay hội ABC các kiểu. Và bán cho doanh nghiệp thì chúng ta đều thuộc đối tượng là không chịu thuế. Các bạn nhớ là thuộc đối tượng không chịu thuế vì ở đây chúng ta tự trồng, tự thu hoạch và tự bán. Còn nếu mà doanh nghiệp chúng ta là sau khi chúng ta làm ví dụ như là ngô luộc hoặc là khoai luộc hoặc là bánh gạo rất là nhiều sản phẩm thì nếu chúng ta đã chế biến ra tức là sản phẩm đã được là tạo từ từ cái nguyên vật liệu ban đầu chúng ta là như như ngô hoặc là khoai hoặc là lúa gạo chúng ta phơi khô chúng ta làm làm bột chúng ta làm ra bánh thì tất cả những sản phẩm này thì chúng ta là bán cho bất kỳ đối tượng nào thì nó cũng đều thuộc cái suất là 10 phần trăm ví dụ như ngô luộc khoai luộc thì sản phẩm đã qua chế biến rồi thì nó đều là 10 phần trăm hết luôn và bán cho người dân thì đối với trường hợp này chúng ta tự trồng bán ra nên nó thuộc là không chịu thuế và hóa đơn không chịu thuế chúng ta đánh dấu ích như thế này và nếu chúng ta là bán cho sản phẩm đã qua chế biến rồi như ngô luộc khoai luộc thì chúng ta lại chịu thuế suất là gì là 10 như bình thường và ngoài ra doanh nghiệp nếu mà trường hợp thứ hai là doanh nghiệp áp dụng khâu thương mại thì chúng ta không tự trồng được mà chúng ta chỉ mua đi bán lại để kiếm lời mà thôi thì ở đây thì chúng ta phải hiểu là chúng ta bán cho người dân các cửa hàng bán cho các đối tượng khách lẻ thì nó đều thuộc cái đối tượng là gì là chịu thuế suất là 5 phần trăm 5 phần trăm đây thì chúng ta phải hiểu là chúng ta bán cho người dân là chịu thuế suất 5 phần trăm nhưng mà cũng lúa ngô khoai sắn này mà chúng ta bán doanh nghiệp thì nó thuộc đối tượng là không phải kê khai tính thuế tức là chúng ta sẽ kê khai ở cái chỉ tiêu là 32 a còn nếu mà chúng ta là bán cho người dân thì nó lại thuộc đối tượng là 5% chúng ta phải hiểu 5% là chỉ tiêu 30 ở đây. Và nếu mà chúng ta là sử dụng là ngô luộc. Và chúng ta cũng có thể là dùng cái lúa ngô, khoai sắn, bánh gạo chúng ta sản phẩm đã qua chế biến mà chúng ta xuất khẩu, ví dụ xuất khẩu sang Trung Quốc hay là xuất khẩu thì chúng ta sẽ đều thuộc xuất khẩu ra nước ngoài thì thuộc đối tượng là chịu thuế xuất 0%. Còn nếu mà chúng ta là luộc lên là cho chúng ta bán thì đối tượng nào chúng ta bán doanh nghiệp hay là bán cho bất kỳ ai thì nó cũng đều thuộc cái suất là 10% thì nó cũng đều nằm ở chi tiêu là 32 và 33 cho phần doanh thu và VAT. Còn xuất khẩu thì chúng ta phải hiểu thì nó thuộc đối tượng chi tiêu 29 là không thế suất là 0%. Thì như vậy là chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về tất cả các bản chất của đối với mặt hàng là nông lâm thủy hải sản áp dụng cho cái trường hợp là doanh nghiệp là kinh doanh lúa ngô khoai sắn, khoai sắn cho các doanh nghiệp là kinh doanh về mặt hàng thương mại là lúa ngô khoai sắn nông nghiệp hoặc là doanh nghiệp tự sản xuất ra, tự trồng và tự thu hoạch và sau đó tự bán thì chúng ta phải hiểu cho hai trường hợp là tự trồng và thương mại. Thì chúng ta sẽ kê khai VT tương ứng và các bạn nhớ rằng đối với các khoản mà nó nằm từ 29 cho đến 32A thì chúng ta phải nhớ rằng doanh thu của những trường hợp này thì đầu vào tương ứng chúng ta được khấu trừ hết 100%. Chỉ có những cái nào nằm chi tiêu 26 này doanh thu thì chúng ta mới được không được khấu trừ VT đầu vào thôi. Còn tất cả những cái khoản đầu vào tương ứng nào để tạo doanh thu tương ứng ở chi tiêu 29 đến 32A các bạn đều được khấu trừ hết toàn bộ.